Chào các bác nhé, em giới thiệu con máy cạo râu Panasonic này, màu đen trắng. Con này sản xuất là 2017 này, Min Japan nhé, mã ES-ST2P. Đây là cục sạc này, sạc này là cũng cắm được từ 100-240V nhé. Đây em cắm sạc này. Đây, biểu tượng báo sạc nhé. Đó. Đấy, máy chạy rất là êm và khỏe này. Cái này là để cắt râu dài này, gạt lên để cắt râu dài. Đó, đây này. Lâu ngày thì các bác bóp hai cái này lại thì các bác nhấc này ra để vệ sinh máy nhá. Máy rất là đẹp nhá, nhìn các bác nhìn không? Chiếc này thì hình thức bên ngoài nó hơi xước xát, nhìn hơi cũ một tí. Đây ạ, nó giống với cái con màu đỏ hôm qua đây này. Con màu đỏ là giá 1.400.000 nhá. Đấy. Con màu đỏ là 28 hôm qua quay video rồi. Giá 1.400.000. Chiếc này giá 1.200.000 nhá. Đời 2017. Đây là cục sạc của nó này. Đấy, ok các bác nhá.